Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lũ ở thành phố Hà Giang lớn kỷ lục 62 năm qua. Kính thưa quý vị khán giả, hai ngày trước, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước, gây ngập úng nghiêm trọng, nhất là khu vực thành phố Hà Giang. Sáng ngày hôm qua, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh văn phòng thành phố Hà Giang cho biết, cơn mưa lớn vào đêm hôm qua kéo dài đến sáng nay đã làm cho gần như toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, một số tuyến quốc lộ bị sạt lở, ùn tắc giao thông cục bộ. Trong sáng nay, phía chính quyền phối hợp với các lực lượng chức năng đang đi kiểm tra toàn bộ các khu vực bị ngập lụt. Về thiệt hại ban đầu, có hai chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi xuống sông Lô. Đoạn từ quốc lộ 2 đến cổng chào thành phố bị sạt lở, ô tô không thể qua lại và chưa có thiệt hại về người. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo thiệt hại trên địa bàn toàn thành phố gửi các cơ quan chức năng, ông Thắng nói. Cũng theo ông Thắng, trên địa bàn thành phố Hà Giang chưa bao giờ gặp phải tình trạng ngập lụt nặng nề như vậy. Mưa lụt gây ngập cả quảng trường thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, vào đêm hôm kia rạng sáng hôm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tại các trạm mưa đo được là thành phố Hà Giang 220mm, Thượng Sơn huyện Vị Xuyên là 253mm, Cao Bồ huyện Vị Xuyên là 286mm, riêng ở thành phố Hà Giang, mưa gây ngập úng có chỗ tới 1,2m. Thiệt hại về người, có hai người chết tại huyện Hoàng Su Phi và một người bị thương. Nhiều ngôi nhà tại thành phố Hà Giang bị ngập úng, có 5 thôn tại xã Yên Định, huyện Bắc Mễ bị ngập. Trước đó, vào đêm hôm kia rạng sáng ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ gây thiệt hại đến nhà ở, cây trồng và công trình khác tại huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Mèo Vạc và Bắc Quang. Tại khu vực xã Thái An, huyện Quản Bạ, mưa lớn đã gây lũ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá chảy xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Thái An, làm nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá, vùi lấp mặt đường tại nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đến khu vực nhà máy thủy điện Thái An. Mưa lớn trong những ngày qua ở Hà Giang khiến đá lở vùi lấp nhiều người, ô tô bị cuốn trôi, đường phố ngập sâu. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, cập nhật đến 15 giờ ngày hôm qua, địa phương này có tổng số 7 người thương vong, trong đó 5 người tử vong và 2 người bị thương. Cụ thể, 5 người bị tử vong bao gồm hai mẹ con nhà chị Lý Già T, 44 tuổi và cháu Lý Thị Ơ, 15 tuổi, cả hai cùng trú tại Bản Nhung, huyện Hoàng Su Phi bị đất đá vùi lấp, hiện đã tìm thấy thi thể. Trong Nguyễn Tú Minh A, 13 tuổi, tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tử vong do sạt lở đất. Cháu Trịnh An V, 2 tuổi, trú tại xã Tân Quang tử vong do nước lũ dâng cao, dẫn đến bị đuối nước và tử vong lúc 11 giờ cùng ngày. Anh Nông Văn C, 27 tuổi, quê xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, là lái xe công ty Trí Hương bị lũ cuốn khi đi xe qua tràn thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. Hai người bị thương gồm anh Đặng Văn Đại, 57 tuổi, trú tại xã Tung Sán, huyện Hoàng Su Phi, bị lũ cuốn trôi, chị Phạm Thị Hương, 48 tuổi, tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, bị đất sạt lở vùi lấp, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Theo cơ quan khí tượng, trong 3 ngày qua, nhiều tỉnh Bắc Bộ mưa lớn, một số nơi lượng mưa cao đột biến hơn 110mm như Bắc Quang, Vị Xuyên, Hà Giang, Sông Mai, Trúc Tây, Công Trạng, Bắc Giang. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định hôm nay và ngày mai Bắc Bộ tiếp tục mưa rông, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn mưa to, phổ biến từ 50-100mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh, Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã có công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp khắc phục phòng chống thiên tai. Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn có công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng chống thiên tai sau cơn mưa lớn gây thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh vừa qua. Cụ thể, trong 12 giờ qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn ở huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, huyện Hoàng Su Phi gây ngập úng cục bộ và lũ ống sạt lở trong đêm và sáng sớm nay.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thiên văn tỉnh, mưa tiếp tục kéo dài đến hết ngày mai do mực nước tại các sông, suối đã lên cao và lượng nước trong đất đá đã bão hòa. Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng là rất cao. Để kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố huy động lực lượng, phương tiện cùng lực lượng cơ sở và nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả, đặc biệt là giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân. Các địa phương và lực lượng ứng biến kịp thời, chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Mưa lũ ở Hà Giang gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Trận mưa lũ lịch sử ở Hà Giang đã làm 5 người chết, 2 người bị thương và tổng thiệt hại về tài sản là hơn 80 tỷ đồng. Ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ còn gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Cụ thể, 2 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp cuốn trôi, 64 nhà bị sạt đất đổ tường. Gần 3.000 ngôi nhà bị ngập úng đổ sập, riêng tại huyện Bắc Mê có 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc bị ngập. Tại thành phố Hà Giang, 33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2m, 2 cây cầu tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên bị sập gãy, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khiến cho giao thông bị ùn tắc. Bên cạnh đó, 2 nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc, 33 xe ô tô, 250 xe máy và xe đạp điện bị ngập gây hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Giang khoảng 80 tỷ đồng. Vì sao thành phố Hà Giang mưa lũ ngập lụt nặng nề? Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc khẳng định, mưa lũ xảy ra vừa qua tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang khiến nơi đây ngập sâu không liên quan đến tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Đêm hôm kia và ngày hôm qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các huyện Hoàng Su Phi, Bắc Mê và thành phố Hà Giang của tỉnh Hà Giang. Ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc cho biết, thường những đợt lũ xảy ra là từ thượng nguồn và xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần này lại chỉ tập trung ở Hà Giang. Thành phố Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng, xung quanh thành phố là các dãy núi cao nên lượng nước dồn về rất nhanh. Cũng theo ông Tuấn, lũ xuất hiện tại Hà Giang chỉ trên mức báo động 2 nhưng tập trung cục bộ ở một vài điểm nên gây ngập úng nhiều. Sau đó, lượng nước ứ đọng tại các điểm tràn ra gây ngập hết cả thành phố. Nói về nguyên nhân của đợt mưa lớn đang diễn ra ở Hà Giang và các tỉnh miền núi Bắc Bộ, ông Bùi Đức Tuấn cho biết đây là một trong những hiện tượng do áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào nội địa. Hình thái này kết hợp với xoáy và gió trên cao tồn tại lâu ở khu vực Hà Giang mà không di chuyển đi nơi khác, do đó dẫn đến hiện tượng mưa các nơi không đồng đều. Vùng xoáy này đã xuất hiện 1 đến 2 ngày và chỉ tồn tại ở thành phố Hà Giang chứ không di chuyển đi các nơi khác. Đó là lý do lượng mưa ở các nơi không đồng đều. Các đợt mưa lớn thông thường cũng chỉ ghi nhận lượng mưa trên 200mm. Tuy nhiên, với lượng mưa trên 350mm tại thành phố Hà Giang trong vòng một ngày, cơ quan khí tượng sẽ so sánh lại các số liệu trong quá khứ để nhận định xem đây có phải trận mưa lớn lịch sử hay không, ông Tuấn phân tích. Hà Giang là tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc. Những ngày gần đây, nhiều khu vực của Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Từ đó, nhiều người cho rằng mưa lũ tại thành phố Hà Giang vừa qua là do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tuấn đã bác bỏ thông tin này. Mưa xuất hiện tại chỗ do chính vùng mây hội tụ hình thành tại khu vực, không phải do mây từ những nơi khác di chuyển đến. Do đó, mưa lũ ở Hà Giang hai ngày qua không liên quan đến mưa lũ ở bên Trung Quốc, ông Tuấn nói. Trước đó, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân của các đợt mưa lớn ở khu vực phía Đông và Đông Nam của Trung Quốc là do tác động của một giải mây front, hay còn gọi là front Mayu, đã được rất nhiều nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu. Giải mây này là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 5, tháng 6 và Nhật Bản trong tháng 7, tháng 8. Tuy nhiên, may mắn là front Mayu ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam. Tình hình mưa lũ ở Hà Giang những ngày tiếp theo. Theo ông Bùi Đức Tuấn, từ chiều hôm qua, mưa tại Hà Giang cũng đã giảm và trời có nắng. Nước lũ cũng bắt đầu rút, nước trên sông Lô đã rút nhanh. Nhưng thời tiết trong tháng 8 này biến đổi rất phức tạp, nên người dân phải thật cẩn trọng để tránh những hiểm họa khôn lường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm kia đến 1 giờ ngày hôm nay như còn
Nòi, Sơn La là 44mm, Phủ Yên, Sơn La là 53mm, Tuyên Quang 58mm, Hàm Yên, Tuyên Quang là 64mm. Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa 10-30mm trong 12 giờ, có nơi trên 50mm trong 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi mọi ý kiến đóng góp của quý vị. Hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.